Đức xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại kênh giới thiệu xe Đăng Đức Auto. Hiện tại Đức đang có mặt ở địa chỉ là 1691-3N, quốc lộ 1A, phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, của đại lý ECU Green Car, là đại lý ủy quyền 3S chính thức của ECU Việt Nam. Và đến với video ngày hôm nay, Đức sẽ giới thiệu với quý anh chị và các bạn một dòng xe tải nằm trong group xe tải dòng xe QKR, dòng xe QCD của nhà xe ECU Việt Nam. Đối với dòng xe QKR CD này thì quý anh chị có thể có nhiều sự lựa chọn. Trong đó có QKR 230 là chiều dài thùng của em nó là 3m6, tải trọng cho phép chở hàng 1.9 hoặc là 2.2. QKR 210 có chiều dài thùng là 4m3 và tải trọng chở hàng là 1.9 hoặc là 2.2. QKR 270 thì có chiều dài thùng của em nó là 4m3 và có tải trọng chở hàng của em nó là 2.4 hoặc là 2.7. Tùy theo nhu cầu chở hàng hóa và tùy theo nhu cầu hàng hóa ngắn hay là dài, tùy theo diện tích thì quý anh chị có thể là lựa chọn cho mình một tải trọng hàng hóa và một chiều dài thùng hợp lý. Thì đối với xe mà bên cạnh Đức đây thì Đức chuẩn bị giới thiệu với quý anh chị đó là dòng xe tải QKR 210. Khác với những dòng xe trước đây Đức giới thiệu thì bên cạnh Đức đây là dòng xe thùng kín 3 cửa, có bửng nâng hạ hàng, có sức nâng của bửng nâng là 400 kg theo như thiết kế, và quý anh chị mình có thể nâng lên 500, 600, 700 thì tùy theo nhu cầu quý anh chị. Về tải trọng khi mà đóng thùng bửng nâng ra thì em nói chính xác của em nói là 1 tấn 990 nha quý anh chị. Có tổng trọng tải từ xe, thùng và hàng là có tổng tải là 4 tấn 990. Về phần kích thước thùng, về chiều dài thùng có kích thước là 4m40. Về chiều rộng thì có kích thước là 1m870 và chiều cao của thùng là 1m870mm nha quý anh chị. Thì không để quý anh chị chờ lâu nữa, thì sau đây Đức sẽ giới thiệu quý anh chị về phần ngoại thất xe, nội thất, rồi động cơ xe, cũng như là thùng xe và cách vận hành một bửng nâng như thế nào nha. Quý anh chị cũng thấy đây là tổng thể bên ngoài của cabin QKR 210 với là dạng là cabin vuông nha quý anh chị. Cabin được làm bằng thép chịu lực. Về phần trang bị thêm như là kính lái này cho tài xế thì được làm bằng dạng bao công kết hợp với hai thanh rửa kiếng và cộng với đó là nước rửa kiếng nha quý anh chị. Về phần lưới tản nhiệt thì được làm 2 tầng kết hợp với là cản trước được sơn màu đen theo màu của lưới tản nhiệt. Về phần cản trước được làm 2 lớp là một lớp trong là bằng thép, lớp ngoài là bằng nhựa tổng hợp nha quý anh chị. Về phần nắp turbo và màu sơn thì được làm bằng màu sơn trắng. Nếu như quý anh chị mình có thể là thay thế theo logo của doanh nghiệp hoặc là thay đổi màu sơn theo nhu cầu phong thủy của mình thì mình có thể thay đổi. Về phần logo của xe thì ngay chính giữa là logo ECU, mang thương hiệu của ECU toàn cầu. Bên phải Đức là Blue Power, tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Còn sau này là Green Power là tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Và đây là dòng xe QKR. QKR là là logo của dòng xe, còn 210 là tải trọng trung bình mà khi mình ra tải được, mình có thể ra tải là 1.9 này, mình có thể ra tải 2.2. Thì đây là 210 là logo theo tải trọng trung bình. Về phần chiếu sáng thì gồm có là đèn 2 tầng nha quý chị. Về phần trên là đèn rẽ, đèn xi nhan này, tầng dưới đèn chiếu sáng được làm theo dạng đèn halogen nha quý chị. Về phần bên hông trang bị cho quý chị là một đèn rẽ nha, cộng với logo QKR. Về phần gương thì được trang bị cho anh chị là 4 gương hai bên nha. Một bên là 2 gương, một phía trên là gương bảng lớn này và phía dưới là gương vuông dạng gù lồi để mình có thể dễ dàng quan sát phía sau thùng xe hơn. Thì đó là một vài chi tiết về ngoại thất của xe QKR 210 này. Sau đây Đức sẽ mời quý anh chị mình xem qua về phần động cơ xe và những thông số của động cơ xe QKR này nha. Sử dụng là động cơ diesel nha quý anh chị. 4 thì và 4 xi lanh thẳng hàng. Có dung tích xi lanh của em nó là 2.99cc và có công suất cực đại là 105 PS và moment xoắn của em nó là 230 mm. Về phần hộp số thì đang sử dụng là hộp số 5 gấp nha quý anh chị, gồm có 5 số tiến và 1 số lùi. À, quý anh chị thấy đây là tổng thể của khoang động cơ ECU, có dập nổi chữ ECU chính giữa nha quý anh chị. Bên đây thì lóc lạnh của máy lạnh cabin. Về phần nhíp trước thì đang sử dụng là nhíp đa lá 1 tầng nha quý anh chị, có kết hợp thêm là giảm chấn thủy lực nha.
Đó là một vài chi tiết về phần động cơ. Thì sau đây Đức sẽ dẫn quý vị mình xem về phần thùng xe nha, được đóng theo tiêu chuẩn của bên Đức thì như thế nào nha. Thùng xe này là thùng xe thùng kín mở ba cửa nha quý anh chị. Thì xíu nữa Đức sẽ hướng dẫn về phần phía sau xe cũng như là phần hành cũng nên cho quý anh chị xem về phần vách ngoài của thùng. Đó, vách ngoài của thùng thì được làm bằng vách ngoài là bằng inox chống sóng nha quý anh chị. Nếu quý anh chị mà mình cần thay đổi vách ngoài như là vách composite này đó, hay là vách inox phẳng hay là tôn phẳng, thì bên Đức cũng có thể thay đổi cho quý anh chị nha. Về phần khung gầm của xe thì được bên Đức làm là khung gầm là có hai cây đầy dọc nha quý anh chị, và U là U đúc nguyên khối là U100 và đà ngang là U80 nha quý anh chị, cũng là U đúc nguyên khối luôn. Về phần bình điện thì đang trang bị cho quý anh chị là bình điện 12V nha. Đó, quý anh chị cũng thấy. Về phần tên là phần sàn cản nha quý anh chị. Chút nữa Đức sẽ dẫn quý anh chị mình lên xem phần sàn tên. Về phần cản hồng thì đang trang bị cho quý anh chị là cản sắt sơn nha. Về phần dè thì là dè inox. Về phần lốp thì đang sử dụng là lốp đồng bộ nha quý anh chị, toàn bộ lốp đồng bộ là có thông số là 7.15 nha quý anh chị. Đó. Trang bị là 5 con tắc kê. Về lốp thì kết hợp với quý anh chị thêm một lớp Sukua. Về phần nhíp sau thì đang trang bị cho quý anh chị là nhíp đa lá 2 tầng và có giảm chấn thủy lực nha quý anh chị. Đây thì quý anh chị cũng thấy. Thì đây là một bộ phận điều khiển của bấm nâng. Đó, quý anh chị thấy. Đây là bơm hơi nha quý anh chị. Mình có thể là bơm mình để mình nâng bấm nâng nha. Về phần đèn của thùng thì bên Đức đang trang bị là hai bên là 4 đèn nha, mỗi bên là 2 đèn. Và gồm có là hai đèn chiều cao phía sau và hai đèn chiều cao phía trước thùng. Đây là về phần bẩn nâng phía sau của xe nha quý anh chị. Về phần phía sau xe thì phía sau được mở dàn phía trên là hai cánh cửa nha, và kết hợp với là một bẩn nâng hạ. Về phần bẩn nâng thì bên Đức có nhiều option hay là nhiều dàn bẩn nâng. Thì đối với cái xe trước mắt ở đây là dàn bẩn nâng kết hợp giống như là vừa là bẩn sau vừa là bẩn nâng luôn quý anh chị. Thì có một vài dàn khác thì chúng ta có thể là phía trong thì mình có thể mở là hai cánh cửa dàn hai cánh cửa lớn, bên ngoài là dàn một cái bẩn nâng. Đó. Thì đối với đây thì nó là trên hai cánh cửa và kết hợp một bẩn nâng phía dưới. Thì sau đây Đức sẽ hướng dẫn quý anh chị mình cách mình vận hành một cái bẩn nâng như thế nào nha. Thì đầu tiên mình sẽ mở hai cánh cửa nha quý anh chị. Mình sẽ mở hai cánh cửa ra đây. Thì tiếp đến thì mình sẽ mở khóa tôm nha quý anh chị. Khi mở khóa tôm thì mình sẽ điều khiển. Thì ở bên hông trang bị cho quý anh chị là một dây để mình điều khiển máy bơm nha. Thì về phần máy điều khiển thì có hai nút nha quý anh chị. Một nút là mình nâng lên và một nút là mình hạ xuống nha. Thì khi mà mình nâng lên thì mình sẽ nhấn nút nâng này. Đó. Khi mình nâng lên thì bẩn sẽ tự động mở ra cho mình. Đó, lúc đó mình sẽ hạ xuống. Bẩn là rất chi về phần nâng là rất chi là nhẹ nhàng nha quý vị. Đó quý vị cũng thấy máy nâng rất là êm. Đó. Đó quý vị thấy thì đó là mình cách mà mình vận hành khi mà mình hạ một cái bẩn nâng. Thì khi mà mình lên hàng, và quý anh chị thấy khi mình lên hàng thì về sức nâng này là nâng là theo tiêu chuẩn là 400 kg, nhưng mà quý anh chị mình có thể là nâng lên 500, 600 hoặc 700, có thể lên là 800 thì tùy theo nhu cầu của mình nha. Thì khi mà mình lên hàng mình sẽ nâng lên nha quý anh chị, mình sẽ nhấn lên này. Đó. Quý anh chị để ý này, khi mà mình nâng lên thì mình phải đẩy cái thanh khóa này lại nha. Đó, đẩy thanh khóa lại. Thì khi mà mình nâng lên mình không đẩy thanh khóa sẽ bị cấn vào đây nha, cấn vào cái tay khóa nha. Đó quý vị thấy. Đó, khi mà mình lên ngang mặt sàn thì mình có thể là đưa hàng vào bên trong này dễ dàng thuận tiện hơn. Đối với những mặt hàng mà có trọng lượng nặng thì mình không có thể là
sử dụng bằng tay để mà mình nâng hàng lên được. Cho nên đây là một cái giải pháp rất chi là tối ưu, vừa có tính thẩm mỹ mà vừa có tính tối ưu cho mình vận hành. Thì bấm nâng này khi mà nâng lên thì mình có thể nâng lên hết nấc anh quý vị, hết nấc thì ngang đây, ở hết nấc. Sau khi mình lên hàng xong thì mình xuống này, đây cách mình xuống hàng này đó, mình ra hàng rồi mình xuống hàng, rất chi là êm nha quý anh chị, máy bơm rất chi là êm. Thì đó là cách nâng và hạ của bẩn nâng này. Thì sau đây Đức sẽ giới thiệu đôi chút về thông số của bẩn nâng cũng như là bên trong thùng xe. Xin mời quý anh chị. Về phần thùng thì quý anh chị cũng thấy thì thùng thì bên Đức đang đóng là dàn là 3 vách nha quý anh chị. Một vách trong là bằng tôn kẽm này, và vách ngoài là inox chống sóng 430. Ở giữa mình có là một lớp xốp, và còn có bên cạnh đó là có khung xương nha quý anh chị. Khung xương làm bằng hộp kẽm nha, hộp kẽm 44 và 48. Kết hợp với bên hông là mở một cánh cửa bên hông nha quý anh chị. Ở phía trên có trang bị cho quý anh chị là một đèn trần nha quý anh chị, để mình chiếu sáng khi mà mình lấy hàng hóa vào ban đêm thuận tiện hơn. Về phần sàn thì đang trang bị cho quý anh chị là theo thùng này là sàn kẽm nha quý anh chị. Đó, sàn kẽm dày 2,5 ly. Nếu quý anh chị cần mình có thể là thay đổi về vật liệu của sàn như là sàn sắt hoặc là sàn inox hay là đồ dày của sàn thì bên Đức cũng vẫn có thể thay đổi cho quý anh chị nha. Về phần sau của thùng xe thì khung bao thùng sau được làm bằng khung sắt nha quý anh chị, kết hợp với là khung của bẩn nâng nha. Về phần đèn sau thì có là đèn phanh này, đèn xi nhan và đèn dê, kết hợp với ở đây là một đèn biển số nha quý anh chị. Cản thì vẫn là làm bằng cản sắt sơn nha quý anh chị. Thì đó là một vài chi tiết về bên trong thùng xe cũng như là phía sau thùng xe của thùng kính bổng nâng này. Thì sau đây Đức sẽ hướng dẫn quý anh chị là mình cách để mà mình gập một cái bổng nâng lại nha. Thì quý anh chị cũng thấy này, thì khi mình nâng lên á, thì mình nhớ là gạt thanh khóa này vào nha, vào sát luôn. Còn khi mà mình gấp bẩn nâng lại thì mình phải mở khóa ra. Đó, mở khóa ra. Khi mà mình nâng lên thì thanh khóa này sẽ vào lẫy khóa này, thì bẩn nâng sẽ gấp lại. Rồi Đức sẽ nâng lên cho quý anh chị xem này. Khi mà mình hạ xuống thì ngay cái mép của con tôm này nha quý anh chị, thì mình sẽ ấn tay nhẹ nhẹ vào đó, cho cái thanh gạt này sẽ đi vào thanh khóa này, thì mình sẽ hạ đó, xong. Khi xong cái thì mình khóa con tôm nha quý anh chị. Khi xong thì mình dễ dàng thôi, mình sẽ tắt đồn điều khiển của bẩn nâng lên. Thì đó là cách vận hành của một bẩn nâng hạ hàng. Thì sau đây Đức sẽ dẫn quý chị mình xem bên trong của bên hông của thùng xe nha. Thì đây là bên hông của thùng xe, có một cửa mở nha quý anh chị. Mình có thể lên hàng bên cửa hông hoặc là mình có thể lấy hàng ra, nó dễ dàng hơn, nó thuận tiện hơn. Đó, quý anh chị cũng thấy. Về phần bình nhiên liệu của xe thì đang trang bị cho xe là bình nhiên liệu là 100 lít nha quý anh chị. Đó, mình đổ dầu theo dầu tiêu chuẩn của Euro 4 nha. Thì đó là một vài chi tiết về thùng xe cũng như là động cơ và bên ngoài của xe cabin QR này. Thì sau đây Đức sẽ dẫn quý anh chị mình lên xem bên trong của cabin xe QR này như thế nào nha. Rồi xin mời quý anh chị. Quý anh chị cũng thấy thì đây là bên trong khoang nội thất của xe QR210. Thì trước khi chi tiết hơn thì Đức sẽ để máy lên cho quý anh chị. Khi mà đề xe quý anh chị nhớ là hãy bật lên nắp đầu tiên nha. Thì mình hãy đề để cho hệ thống xe khi mà mình đề khóa thì sẽ nhận diện hệ thống điện động cơ, thì lúc đó mình mới đề máy nha quý anh chị. Máy đã được rồi.
Về phần trang bị của xe Quick Car này, được trang bị là hai tấm chạy năng hai bên, bên tài và bên phụ, kết hợp với là một gương bên trong cabin. Về phần trần thì được trang bị là một đèn trần nha quý anh chị, và phía trên trần thì được làm bằng trần nỉ nha. Nếu quý anh chị mình có nhu cầu thay đổi qua là trần da 5D, 6D hoặc là bọc ni lông trần thì bên Đức cũng có thể hỗ trợ thay đổi nha. Về phần gương thì đang sử dụng là kính là gương chỉnh điện nha quý anh chị, và có khóa cửa trung tâm, kết hợp với bên hông của trái của bác tài thì kết hợp là một gãy tàn thuốc nha, và bên phải của bên lơ cũng có một gạt tàn thuốc, kết hợp với đó là một núm mồi thuốc nha quý anh chị, để cho quý bác tài mình có thể dễ dàng thao tác khi vận hành hơn. Về phần vô lăng của xe Isuzu Quick Car này, trang bị cho quý anh chị là vô lăng hai chấu nha, nhập nổi chính giữa chữ Isuzu, kết hợp với còi xe. Vô lăng đang sử dụng dạng vô lăng gật gù nha quý anh chị, mình có thể điều chỉnh theo bốn hướng là tới này, lui, lên cao và xuống thấp, tùy theo tư thế ngồi của từng bác tài khi mà mình vận hành xe. Về phần đồng hồ thì đang sử dụng là đồng hồ ra hiển thị đa chức năng quý anh chị, gồm có là đồng hồ vòng tua này, đồng hồ tốc độ thể hiện báo dầu, báo nước làm mát và km mình đã đi, và gồm có toàn bộ những đồng hồ của động cơ xe. Về phần tiện nghi của xe này thì đang trang bị cho quý anh chị là radio kết hợp với USB, kết hợp với là một máy lạnh cabin này, có hai chiều chiều lạnh và chiều nóng, có các cấp độ gió nha, và tất cả các hướng gió. Bên cạnh đó thì có trang bị cho quý bác tài là một khay để ly nha, cùng có là hai ly nha, và các hộc chứa đồ mình có thể dễ dàng để hồ sơ hơn. Về phần hộp số thì đang sử dụng hộp số 5 cấp nha quý anh chị, 5 cấp cũng có là 5 số tiến, 1 số lùi. Và đây là bàn đạp chân thắng, bàn đạp chân ga và bàn đạp côn, thì rất chi là dễ dàng trong lúc mình thao tác nha quý anh chị, rất rộng rãi thoải mái nha. Về phần đồ nghề thì trang bị cho quý anh chị là đồ nghề tiêu chuẩn theo xe, là gồm có con đổi với lại tay quay tiếp mở bánh dự phòng với lại mình thay khi mình thay lốp nha. Về phần ghế của xe Quick Car này thì đang trang bị là ba ghế thẳng hàng nha quý anh chị, một ghế tài độc lập và gồm có là bên phần ghế phụ là dạng ghế đôi hai chỗ ngồi nha. Dây an toàn thì đang trang bị cho quý anh chị là dây an toàn 3 điểm nha quý anh chị, kết hợp với là một tay thắng này, một tay thắng của xe. Thì nếu như quý anh chị mình cần thêm những cái option như là màn hình DVD hay là camera hành trình hay là camera dê, thì quý anh chị mình cũng có thể là lắp thêm những option nha, tùy theo nhu cầu của anh chị. Về phần giá mà xe Đức đang review đây cho quý anh chị mình xem thì có giá là 605 triệu nha quý anh chị, gồm có là xe này, sản xuất đời 2023 và thùng xe, và có là bửng nâng hạ hàng, thì tổng xe thùng và bửng nâng là có giá là 605 triệu. Quý anh chị mình có thể là để ra số vốn là dao động từ là 150 triệu đến 170 triệu là mình có thể sở hữu ngay một cái xe tải bửng nâng này. Về phần chế độ bảo hành và bảo dưỡng của xe Isuzu Quick Car đối với dòng xe này thì nhà máy Isuzu sẽ bảo hành cho xe là 3 năm nha quý anh chị, không có giới hạn km. Về phần thùng và bửng nâng thì được bảo hành cho quý anh chị là 1 năm và 20.000 km. Về phần bảo dưỡng thì Isuzu có khuyến mãi thêm cho quý anh chị là gồm có là bảo dưỡng là miễn phí tiền công này, và giảm 50% vật tư phụ tùng mà khi quý anh chị mình bảo dưỡng tại các đại lý chính hãng của Isuzu nha. Ngoài xe mà Đức vừa review cho quý anh chị là xe 1.9 và thùng kính bửng nâng, thì Đức còn phân phối thêm nhiều dòng xe như là thùng mui bạc này, thùng lẫn này, thùng bảo ôn, thùng đông lạnh hay là tất cả các loại thùng chuyên dùng khác. Thì Đức có phân phối thêm là dòng từ 1.9 đến 15 tấn và xe đầu kéo mang nhãn hiệu Isuzu chính hãng, và xe Muis 7 chỗ Isuzu và xe D-Max bán tải của Isuzu. Bên cạnh đó thì Đức còn phân phối thêm dòng xe của Hino là từ 1.9 đến 15 tấn và xe đầu kéo của Hino. Thì quý anh chị mình cần thì quý anh chị mình tham khảo. Và Đức có ghim đây là hai trang web chính thức của là hai hãng xe mà Đức đang phân phối là isuzuvietnam.vn và hinovietnam.vn. Quý anh chị mình có thể truy cập vào hai trang web trên để mình có thể tham khảo và xem thông tin thêm nhiều dòng xe, cũng như là
giá cả xe hay là những thông tin bên lề về xe nha quý anh chị. Thì bên cạnh Đức đây, Đức có ghi số điện thoại của Đức là 0906 689 686, thì quý anh chị mình có thể là liên hệ trực tiếp với Đức để Đức có thể là trao đổi tư vấn cho quý anh chị mình nhiều thông tin hơn về xe, về thùng, cũng như về thùng tiêu chuẩn, thùng option, hay là giá xe, hay là ngân hàng vay, hay là lãi suất ngân hàng và những thông tin ngoài lề khác. Thì video đến đây Đức cũng xin kính chúc quý anh chị, Đức cũng xin cảm ơn quý anh chị mình đã theo dõi video của Đức, và xin kính chúc quý anh chị là có một ngày mới thật là vui vẻ, thật nhiều may mắn và nhiều năng lượng, nhiều thành công trong nhiều công việc. Và xin quý vị hãy cho Đức một like, một share và một đăng ký kênh để Đức có thêm nhiều động lực hơn, Đức có thể ra thêm nhiều video hơn. Video đến đây Đức cũng xin phép dừng tại đây, và Đức xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị vào những video sau.